Rồi, đây các bạn, đây là cái tô mì của mình nè các bạn, mình mới vừa làm xong nè, rất là nhanh đúng không? Này rau là mình nãy mình cắt sẵn, tiết kiệm thời gian. Ớt này mình hái ở bên ngoài kia vô, và bây giờ chúng ta ăn thì mình lại thích ăn miếng chanh đó, chúng ta vắt miếng chanh vô và chúng ta ăn hấu đó. Đúng không các bạn, thấy ngon không? Và quay gần chút xíu các bạn xem đó, cái tô mì nè, có hành ngò, mùi thơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái thích của mình đó là khi mà bạn bỏ vào microwave cái mì nó sẽ cứng lại các bạn, cái mì nó bị cứng lại và cái trứng nó cũng cứng luôn nè các bạn, thấy không? Giống như các bạn chiên vậy đó. Mình thấy không biết sao chứ mình thấy mình thèm quá, lâu quá mình không ăn, cho nên là hôm nay mình sẽ ăn rồi mình giới thiệu với quý vị ha. Rồi bây giờ mời quý vị ăn cùng với mình nhé. Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Vlog. Hôm nay là cuối tuần, vì vậy mình sẽ chúc cho quý vị và các bạn cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Mình mới đi công việc về các bạn, và lâu quá rồi mình không có ăn mì gói, và bây giờ thì thông thường giờ này không phải là giờ ăn của mình mà mình thèm quá. Sáng mình có ăn sáng, và hiện tại thì mình cũng có rất là nhiều đồ ăn các bạn. Ở bên này thì thật sự mình không nói thiếu hay là không thiếu, nhưng mà đồ ăn rất là nhiều. Mình có nuôi, mình có gì ta, kéo, và lúc xíu chiều nay thì cuối tuần thông thường là sẽ phải đi ăn, nhưng mà bây giờ mình rất là thèm mì gói. Đây là cái mì mà Mama, còn đây là cái mì Hảo Hảo nè các bạn. Mình nhớ câu chuyện là hôm trước hồi xưa lúc mà mình mới vừa qua Mỹ đó các bạn, mình thèm mì gói mà mình nói chắc là bây giờ bên đây không biết có bán này không, thì người nhà mình nói bên đây cái này rất là nhiều, mình định còn đem theo nữa quý vị. Thì giờ đây là mì sa tế hành, mình rất thích ăn cái món này, và bây giờ mình sẽ làm cái món này nha. Như bạn thấy là mình đang nấu nước sôi đó, nấu nước sôi ha. Thì cái món này mình làm theo cái kiểu, xin lỗi quý vị, mình làm theo cái kiểu của mình nha các bạn. Kiểu của mình là sao? Mình sẽ mở này ra và bây giờ mọi người cũng xem với mình nha. Ok, mọi người cũng xem với mình cách làm của mình nha. Rồi bây giờ mình cắt mì vô các bạn. Thông thường thì có những người họ ăn này, mà mình thì thường mình không thích ăn cái này lắm, nhưng mà mình bỏ ra ngoài. Thì đây là nước mà mình đã nấu sôi rồi các bạn, thấy không? Nó sôi rồi ha, này luôn ha, sôi rồi các bạn. Nước đang sôi rồi thì mình đổ vô đây để mình trụng qua nó các bạn. Bỏ vô mình trụng qua lại, thì mình trụng cho nó hết cái chất gì đó mình không biết, bình thường mình hay làm như vậy. Rồi mình đổ này đi đó. Mình sẽ đổ cái nước này đi. Sau khi đổ xong rồi các bạn, đổ xong này rồi thì cái nước này là chút xíu nữa mình đổ vô ha các bạn. Rồi bây giờ mình làm bạn là thích ăn trứng thì bỏ trứng, thì mình bỏ một cái trứng vô. Mình thích ăn trứng mình bỏ một cái trứng vô. Ok, khi mà mình bỏ trứng vô rồi bạn, mình bỏ vô cái microwave bạn, mình bật nó 1 phút thôi đó. 1 phút ha bạn, 1 phút, chờ 1 phút xong lấy ra và các bạn, mình để cho nó khoảng 1 phút rồi bạn. Thì Cái này là các bạn mới bạn luôn để bạn thấy cái lòng đáo của nó này này nóng rồi. Các bạn thấy là nếu mà các bạn bỏ khoảng 2 phút đó, thì cái trứng nó sẽ chín, còn cái này nó gần chín thôi, chưa chín các bạn, nó gần chín thôi. Thì mình thích ăn hành thì mình bỏ hành vô đó, mình thích ăn hành tím mà mình bỏ hành tím đó rồi. Mình có chút xíu hành lá nữa, mình thích ăn hành lá, mình bỏ hành lá vô đó, hành lá ngọt rồi. Rồi tiếp theo là nếu mà bạn nào ăn bột nêm thì bột nêm vô đó. Mình thì mình thích ăn chút xíu bột nêm này vô đó, nêm này cho nó ngon. Còn bạn nào mà thích ăn cái nước đầu của nó ha, dạng nước sốt của nó, mình bỏ nước sốt vô. Bây giờ sôi rồi, bây giờ mình đổ vô thôi các bạn. Và mình thích ăn nhiều nước, và vì chút xíu mình bỏ rau các bạn. Thấy cái tô mì rất là hấp dẫn không? Và mình có một vài miếng sườn là do mình nấu nuôi với các bạn. Đó, mình bỏ 2 miếng sườn nữa là xong cái nồi này rồi. Bây giờ mình ra ăn thôi, đúng không quý vị? Thêm miếng nước đi, tại vì mình thích ăn nước lắm. Rồi đây các bạn, đây là cái tô mì của mình nè các bạn. Mình mới vừa làm xong nè, rất là nhanh đúng không? Này rau là mình để mình cắt sẵn, tiết kiệm thời gian. Ớt này mình hái ở bên ngoài kia vô. Và bây giờ chúng ta ăn thì mình lại thích ăn miếng chanh đó, chúng ta vắt miếng chanh vô và chúng ta ăn hóng đó. Đúng không các bạn, thấy ngon không? Rồi, quay gần chút xíu các bạn xem nè. Đó, cái tô mì ha, có hành ngọt, mùi thơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó, cái thích của mình đó là khi mà bạn bỏ vào microwave cái mì nó sẽ cứng lại các bạn, cái mì nó bị cứng lại và cái trứng nó cũng cứng luôn nè các bạn, thấy không? Giống như các bạn chiên vậy đó. Mình thấy không biết sao chứ mình thấy mình thèm quá, lâu quá mình không ăn, cho nên là hôm nay mình sẽ ăn rồi mình giới thiệu với quý vị ha. Rồi bây giờ mời quý vị ăn cùng với mình nhé. Mình rất là thích ăn với rau sống các bạn, thì hôm nay đúng ra là phải có rau salad, nhưng mà nhà mình hết rau salad rồi. Thì mình ăn với rau này, ăn với rau này. Đây cái tô của mình đây các bạn, bạn thấy ngon không? Mời cả nhà nhé. Mình sẽ vừa ăn và vừa cùng tâm sự nói chuyện với mọi người. Mọi người thấy đây món này đây không? Ngon quá bạn. Mình thấy rất là ngon. Ớt này mình xắt sẵn ra đây nè bạn, nó có thể gấp vô đây. Còn cái vụ mà muốn ăn ớt sống thì chúng ta có thể cắn. Ớt này hái ngoài cây vô nó giòn lắm. Mình ăn mỗi lần mình ăn mì á là mình nhớ tới những người bạn thân của mình các bạn. Nó có câu chuyện mà mình đã kể với mọi người rồi, là khôn ăn cái dạy ăn nước. Bạn thấy sao chứ giờ mình thấy có một tô mì ăn là nó ngon tuyệt vời. Khi mà mình kể cái câu chuyện mà khôn ăn cái dạy ăn nước á, thì mọi người nói là tôi giờ tôi muốn là vừa ăn cái vừa ăn nước. Bây giờ mình sẽ vừa ăn vừa kể với bạn câu chuyện này ha. Thứ nhất là hồi xưa mình đi ở trọ và mình ở cùng với một người bạn, thì hôm đó hai anh em chưa tới tháng để lãnh tiền các bạn, ví dụ đi dạy kèm á, chưa tới tháng để lãnh tiền. Thì ok thôi để quay lên nói chuyện đi, xong rồi vừa lên vừa nói chuyện với mọi người đi. Thì câu chuyện nó như thế này các bạn, là mình với gọi là người bạn chí cốt của mình đó, và chí cốt từ hồi xưa học chung. Thì khi mà bạn nó học bách khoa, mình học kinh tế mà, thì ở nhà trọ không có tiền, và lúc đó hết tiền thì chỉ còn có 2.000 đồng thôi. Và để ăn mì thì hồi đó mì tôm là mình nhớ rằng là mì tôm mình nhớ là bán là hình như là 1.000 đồng một gói hay bao nhiêu các bạn mình không nhớ, nhưng mà mình chỉ nhớ là 1.000 đồng mà mình có 2.000. thì bạn đó đi ra mua gói mì thì mua có một gói hả bạn, mua có một gói thôi, tại vì hai gói là 2.000 và mua có một gói thôi. Và bạn nó mua hai đứa thuốc, một gói mì. Và khi mà đi về thì bạn nó mua cái gì nữa mình không nhớ, mà chỉ có một gói mì, quan trọng là chỉ có một gói mì thôi. Thì khi mà mua mì về thì nó mình đi làm, trong khi mà mua mì về các bạn thì mình đã quan sát thì như thế này, ở cái nhà của cái bác mà ở trọ thì bác rất thương bọn mình. Và khi đi thì mình thấy bác tính là đổ cái cơm nguội đi, và mình mới bắt đầu mình mới thôi bác ơi, bác đừng có đổ, để cho con cái cơm nguội đó đi. Rồi về thì khi mà làm mì xong thì mình nói với người bạn của mình là thông thường người ta nói là khôn ăn cái, dại ăn nước. Thì bạn thôi, bạn thấy bạn học bách khoa, bạn học xây dựng, bạn thông minh thôi, bạn ăn cái đi để mình ăn nước. Thì bạn mình cũng rất là thịt tình, sau khi ăn hết cái xong đưa cho mình nước để mình ăn. Thì mình nói mình thích ăn nước, thật sự là mình cũng thích ăn nước các bạn, mình rất là thích ăn với nước. Thì sau khi ra xong thì mình xuống dưới nhà mình lấy cái cơm nguội mà cái người mà chủ nhà họ cũng đổ đi đó đổ đi. Thì mình ăn xong thì mình lấy cơm nguội mình đổ vô mình ăn tự nhiên. Thì các bạn đó mới nói là, trời ơi thằng này nó còn khôn hơn tôi nữa, nó khôn hơn cái ăn nước và nó lại có cái mì. Thì thực tế thì không phải là mình mới nói câu chuyện là khô lên cái để ăn nước đâu các bạn, mà có lúc mà mình khó khăn, lúc mình khổ cực, và từ gói mì mà nó tạo nên cái sự thân thiết nhau hơn, tình bạn với nhau hơn. Và qua những cái lúc đó thì mình mới nhìn lại là cái thời mình khó khăn, mình cần có những người giúp đỡ mình, và mình trân trọng những cái sự giúp đỡ đó. Ví dụ như bác chủ nhà cũng vậy bạn, rất là thương tụi mình, và sau này thì mình thỉnh thoảng thì mình vẫn ghé thăm bác. Thì luôn chúc cho bác khỏe, nhưng mà không biết lâu lắm rồi mình cũng không có thời gian để hỏi thăm lại bác như thế nào. Nhưng đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người, là trong lúc mình có khó khăn, mình gặp được những cái sự giúp đỡ của những người khác, bất kỳ đó là giúp đỡ gì, thì mình nên trân trọng, nên tri ân những cái sự giúp đỡ đó. Thì hôm nay mình vừa làm mì gói, mình chia sẻ với quý vị và các bạn cái câu chuyện là khôn ăn cái dạy ăn nước, và chia sẻ với mọi người rằng trong cuộc sống của chúng ta thì có lúc thành công, có lúc thất bại. Những người mà còn lại với bạn ở ly khi mà bạn thất bại nó mới là đáng quý. Những người tất nhiên khi mà thành công thì rất nhiều người xung quanh bạn, nhưng mà khi bạn thất bại thì đó sẽ chỉ có rất ít người còn lại với bạn thôi. Hãy trân trọng những cái tình cảm mà của những người đó dành cho bạn, cũng như là có những thời điểm bạn rất là khó khăn và bạn phải vượt qua, thì bạn hãy trân trọng, trân quý và tri ân, cảm ơn những cái người đã yêu thương, giúp đỡ mình. Video cũng đã dài, làm mì thì cũng đã tan ra, nó cũng xin lỗi là nó cũng đã bắt đầu nở ra rồi. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn, và mình xin cảm ơn quý vị các bạn, đặc biệt là quý vị các bạn đã luôn âm thầm ủng hộ cho kênh của Đức Vũ cũng như kênh của anh Thắng Nguyễn Live in Tennessee. Một lần nữa Đức Vũ xin cảm ơn, chúc cho quý vị một ngày mới an lành. Bye bye, hẹn gặp quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Life for sharing.